Đưa 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 con dao đằng sau đi. Khứa khứa đoạn này rồi. Chê cũng làm được. Cái kia phải thô. Đấy, mày lấy kia buộc buộc vào giữa đây. Đây. Ôi. Mày giả cá trọi nhé. Nhưng mà đây này chưa có gà gà cho điểu. Chuẩn đấy. À, mình thấy là mắm nước ăn... gà cho điểu giảm tàn còn cho. Mình thấy là ăn rau nó xót ruột lắm. Thế nên là ông trời đã phái cho anh em mình một ít thịt xuống đây thì không thể phụ lòng mình. Không thể phụ lòng mình được. Anh ơi, sao cùng rồi? Hả? Sao cùng anh làm gì? Hãy làm đúng xúc cái đi. À. Được. Đang sẵn bếp. Có món rồi. Cứ đi. Đang không có gì ăn thì lại có cái ăn rồi. Vừa qua một trận mưa siêu to khổng lồ. Vậy thì anh em mình mới thịt được xong con gà này. Nó hơi xin cực hiền tí tại vì nó bé quá. Thế nên anh em mình quyết định lại phải tạo cái này để anh em mình làm cái việc ngon ngon hơn. Đấy. Mọi người đã tưởng tượng ra được chưa? Đang thiếu gọi là vitamin thịt thì lại có thịt luôn. Anh em mình sẽ protein cả. À, mình quyết định nhét con gà này vào trong củ măng này để nướng. Anh Huy dở hơi à? Hả? Dở hơi gì? Ai đi nướng gà trong măng? Thế biết được, nó thử xem thế nào. Đường nào mình cũng nướng măng mà. Ừ nhỉ. Thế nào mình cũng ăn gà với măng nhỉ. Ừ. Ê lô. Con này nắng bảng à. À. Ê, nó xem ăn gà với anh em mình à. Đi ra. Ăn đâu, đi mày à? Có muốn lên lò luôn không? Đi nữa mình cho ăn đùi. Anh làm cho ăn cẳng. Khả năng mai anh em mình sẽ tiếp tục đi bắt cá rúi. À không, phải cho mọi người. Con này làm dính lắm. Phải không bắt cá rúi nữa. Mai anh em mình sẽ đi kéo gõ nhé. Sẽ cho mọi người xem quê mình mùa nước lũ nó như thế nào. Ai. Vừa anh, em sợ không vừa đâu. Một lỗ siêu to khổng lồ luôn. Không vừa. Bình cái chân nó lại. Con đại ca chưa đục đẽo ấy à, anh phải cho em đi làm chỗ mộc. Cho em làm chỗ mộc. Khoan, chỗ làm chuyên bên khoan. Khoan giếng này. Thế sau đi làm chỗ mộc ấy, em làm chỗ chính, anh làm chỗ cả. À, mình định ướp siêu cay vào đấy. Nhưng mà khi ướp siêu cay vào cái này nó ra hấp hơi thì nó sẽ không đấy. Thế nên là mình cứ để nguyên. Nào. Ok. Nhét kín vào. Nào, mày sang đầu bên kia đi. Giữ đầu bên kia ra. Ok. Ra. Không có ướp yếc gì cả, xem là vị nó sẽ như thế nào nhé. Vị thiên nhiên luôn đấy. Vị thiên nhiên luôn. Nào. Nào, em cuốn lại à? Đấy, cho cái đít nó vào đấy đó. Okay.
Ok chưa? Không biết cô ăn được không ấy. Vớ vẩn. Em, tại em chưa thấy ai làm được mày ấy. Có tao. Anh đang làm phản khoa học nên em chẳng tin tưởng thế nào. Lấy bật lửa các kiểu này. Ok. Mày cứ tin tưởng, nhưng mày không tin tưởng ai thì tin tưởng. Đấy, phải làm 4 giây cho nó chắc. Khả năng hôm nay có món ngon ăn tối đấy mọi người ạ. Nào, thấy chưa? Đây, xếp củi cho đã. Củi cẩn thận. Mình phải đốt cẩn thận, không là một phát là cái nhà này sẽ đi theo con gà luôn. Không thể làm mà vớ vẩn được. Nào, từ từ. Đấy. Đốt hết củi rồi, mưa rồi. Ăn bàn, an toàn là bạn, tai nạn là thưởng. Đi đi, từ từ. Nào, đốt đi. Cháy dần. Đuối đây. Anh phải không được sao? Nước. Nước khác đi. Nước hết rồi. Ê, bị rồi. Mọi người là thấy liệu có ổn không? Rồi, gà kín rồi nhá. Anh thấy em tỉnh không? Anh em tính được quả. Chú ngon. Ok, bây giờ chỉ còn đợi thôi, tí nữa đợi là anh em mình sẽ xoay cái... Tí nữa cái con măng này nó sẽ bị đốt rồi, nó sẽ tóp lại. Chẳng lại cần anh ạ. Xong anh em mình sẽ xoay nó nữa. Tí nữa nó ra ra đặt xuống củ pha lên. Được. Cũng chuẩn mọi người ạ. Bao đêm tình cảm ngu nhưng mà khôn phết đấy. Anh ngu. Tình cảm khôn khôn nhưng mà ngu phết đấy. Anh ngu. Dự kiến quả này sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tiếng. Em dự kiến khoảng độ 30 phút. Cháy độ cầm tầm hết nửa số củi này sẽ chín đấy. Tại vì mình nướng măng rồi mình biết là ở trong cái con măng ấy nó rất là nóng, nó nóng kinh điển luôn. Nó không như kiểu nướng bí, cái bí hoặc là nướng quả bí, vừa quả bí ấy thì rất là khó chín. Nhưng con măng cực kỳ nóng, mình đã từng nướng măng ăn rồi. Đấy, bây giờ mình phải giam đều cái củi ra. Đấy, đang không quan trọng cái đầu gốc này lắm, con gà nó nằm đúng ra này. Đấy, từ đây, đến đây, đấy. Là tập trung vào đúng chỗ đấy thôi. Đấy, nào. Đấy, phải đốt dần dần. Tại sao mình không cho thấp xuống? Tại vì phải đốt dần dần cho nó đều lửa. Đấy, ở đây trông nhá. Tao đi mua rượu. Rồi, sợ. Tao là chuyển tao luôn để tao rượu rồi, không uống bia nữa. Một cốc ca nhé. Ờ. Mình ở đây mình trông bất lửa. Trông cẩn thận cháy nhà, tao giết bỏ đấy nhá. À, anh ơi. Nhà mình anh cháy nhà nó bao nhiêu đâu. Ơi bị nổ đấy. Trời ơi. Ui xa xa. Sắp đến giờ ăn tối rồi mà vẫn chưa được một mặt. Mày giữ kia nhé để anh từ từ. Nó đấy. Xoay, bây giờ phải xoay nó lại. À đấy, đấy. Đó rồi, ok luôn. Có phải hạ xuống không nhỉ? Không. À từ từ, phải đốt nốt mặt này xong mình sẽ hạ thấp nó xuống nhé mọi người nhé. Đấy, đốt cho nó đều đi. Thôi chín đều. Không dám cho to lửa quá, tại vì to lửa riêng mà cái chỗ này nó bén lên một phát thì thôi. Đấy, có chút lửa bay lên. Cũng ghê ghê đấy, có được. Không sao đâu. Chuẩn bị sẵn coi nước. Ở trên nếu mà nha, mình nói thật nha,
nếu mà cái nhà tranh này mà bị cháy từ dưới lên ấy, có mưa bão trời cứu luôn. Tại vì ở trên nó dột xuống thì nó sẽ dột ra ngoài này, còn ở dưới vẫn không phong ạ. Thế nên là anh em mình phải thật cẩn thận, cứ phải ngồi đây trông cho nó ổn chứ không chết loài. Ui đây một cái cục quay nhỉ. Trong cái gì ạ? Máy ăn nhỉ. Sao? Nghe có vẻ củ đá vậy. Đấy. Tình hình là mình đốt khá là ok rồi đấy. Bây giờ mình sẽ vùi cho xuống đây để vùi ủ nó cho nó chín hẳn nha mọi người nhá. Bây giờ đến là chín một ủ măng. Đấy, cho mọi người xem con gà nó như thế nào rồi nhá. Ai xa, đây này. Con gà thì hiện tại nó vẫn nằm trong khu vực này. Nhưng mà mình sẽ moi thử ra xem là nó cái độ hơi của nó, hơi nóng của nó sẽ như thế nào nhé. Đấy, bốc hơi rồi, mọi người thấy gì chưa? Đây. Em vùi lại nha anh nhé. Đấy, hơi nóng đấy, thấy chưa? Chân con gà đấy nha. Rồi, giờ lại đắp lại. Ây da, đắp lại hơi khó. Ây da. Ây da, phủ củi lên đi. Đấy, mọi người nhìn thấy chân con gà đấy chưa? Mình sẽ để hở cái chân này luôn nhá. Tí nữa sống hay chín là cứ kệ chứ mình không chơi cái bài rút lõi nhá. Nào, cho củi ra đi. Đấy. Đấy. Anh củi củi lên trên đấy. Đấy. Tí nữa nó on vào chín nhanh chín á. Tại sao mình không cho củi về mé này vì nó sẽ bị sợ mình sẽ sợ cái khói nó vào đây nó oi khói tất cả. Nên là mình sẽ chỉ để măng nhỏ ở đây thôi. Đấy, lắm ấy. Kinh khủng luôn. À. Anh vừa đăng ký đằng đấy chưa? Thật cẩn thận không là cháy nhà nha mọi người nhá. Anh em mình vừa cháy luôn đấy. Đây là hôm nay anh em mình hy sinh củ măng này để đáng nhận ra là củ măng này chín rồi, bây giờ phải cho ra ăn rồi, nhưng mà gà thì chưa chín. Tình hình này hơi bị lâu đấy. Anh phải ăn củ khoai. Đấy. Tình hình là phải ủ cho nó thật là chín, hy sinh củ măng luôn. Tình hình là mưa to gió lớn quá mọi người ạ. Thì gần tối rồi mà không biết là chín chưa. Mà để đói quá đang gọi là cắn ngập răng à? Ờ. Hả? Xin miếng. Phải nướng nha mọi người. Nướng cháy. Cháy mất. Nướng sượng. Thôi, mời mọi người nhá. Mời mọi người nhé. Ừ. Cho mình giúp lấy mà ăn không phải gà nó đồng hoàng tử tế nhỉ? Hả? Gà đây thử xem nó ăn được không? Ừ. Mưa rất là to. Tình hình là củi cũng hết rồi, khói bốc nghi ngút rồi. Chuẩn bị anh em mình sẽ khui hàng nhá. Tình hình là mình bảo là 1 tiếng, mau định bảo 30 phút nhưng mà 2 tiếng đồng hồ rồi. Hàng hết củi rồi, bây giờ anh em mình sẽ khui hàng nhá. Cái gì đâu anh, để cho cái gì này. Cái gì sợ cháy rồi. Anh đi xin nhận củ măng rồi. Cho nó. Củ măng này vẫn ăn được mọi người ạ. Cứ để hàng hết rồi. Hàng nữa. Ê, mọi người thấy hơi nóng của nó vẫn bốc lên không? Này, bốc kinh điển nhá. Bây giờ mình sẽ khui hàng. cạo nhỉ? Cạo hết đi trong khui anh ạ. Khui luôn. Nó đâu ăn được. Cái mục đích chính của mình là vẫn ăn được ấy. Ăn được mà. Mùi thơm lắm, cái măng này ăn nó thơm. Ăn được măng ấy. Ừ, mùi thơm lắm. Rồi khui đã. Ui xa. Ui. Chắc là chín rồi. Ui. Chín rồi.
Ngon đấy. 99, ui nhừ luôn. Ui. Anh em mình đút lửa mạnh luôn à. Ai, mấy ba lấy cái gì để chấm đi. Ok. Ui. Em đi pha đi chấm nhá. Ai này. Đây mọi người nhá. Anh lấy mang ra luôn. Toàn bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Nó phải nó xéo không nó nát mất con gà. Ui nhừ luôn. Hồi trước mình là bỏng lắm mà. Wow. Siêu nóng, siêu bỏng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nước chấm nhanh lên, nhanh lên. Siêu nóng, siêu nóng. Nào, bây giờ mẹ ăn cái gì trước? Ăn măng trước đi. Nào. Mẹ xem măng ăn như nào. Thử con măng này trước nhá. Úi giời. Bây giờ mẹ anh mình ăn cái gắt đầu nhá. Mình đã bảo rồi, măng nó rất nóng mà. Không biết ngon đâu mẹ. Đáng nghĩ măng to này là phải luộc qua mấy nước cơ mà nhỉ. Xẻo hẳn cái này. Bóc đi. À, bóc đến lúc món ngon. Món chính là món măng, món phụ là món gà. Tại vì không tính đến gà. Ui. Bóc đi. Đấy. Đấy. Mời mọi người nhá. Mời cả mọi người nhá, mình thử ăn măng nhá. Ngon. Nhưng hơi đắng. Lúc này tao ăn thử một miếng xong ngọt thế nhỉ? Lại không đắng. Đúng cái mà. Không đắng anh nhỉ? Được. Ăn được vậy đấy mọi người ạ. Để mình thử ăn phần đoạn gốc gốc kia mà. Gốc cái đoạn đấy là cái đoạn bịt gốc, phải gốc trong cơ. Đấy. Đây đây, tinh túy đây này. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt cực. Này anh ơi. Hả? Muốn ngựa. Bác chấm một bát, bác cắn bát đi. Đấy. Cắn miếng. Ngọt lắm. Ngon ngon đắng, ngon cực. Rồi bây giờ thử ăn món phụ nhá. Mình cứ sợ nó không chín cơ. Nó còn nhừ luôn này. Con bản để hẳn 2 tiếng đồng hồ luôn. Chín nhừ luôn. Cháy này. Không đắng mấy. Đoạn cháy này là đoạn cháy này là một đoạn mỏng của cái lớp 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 vỏ này, nó cháy qua vẫn còn dính vỏ này, vẫn dính vỏ măng này.